Ê, có một ông nào đang nghĩ đến những cái đen tối nhá. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 7 điều con gái thích làm nhất với người yêu. Đương nhiên rằng là video này thì có thể những bạn nào mà chưa từng có người yêu không thể tưởng tượng ra được. Nhưng biết đâu xem xong video này thì các bạn có thể tưởng tượng ra được. Trời ơi, nghe sao mà nó đau khổ. Có những bạn nào mà đã có người yêu rồi thì có thể xem để xác nhận xem đây có phải là những điều mà con gái thích làm với người yêu nhất không nhá. Con gái mà khi yêu thì nó sẽ làm nhiều điều để có thể quan tâm và chăm sóc bạn trai nè. Và đương nhiên rằng là con gái cũng sẽ mong muốn nhận lại được những cái sự quan tâm, những cái sự chăm sóc đó một cách đúng lúc. Đó là những cái bản năng, đó là những cái điều rất là bình thường của bất kỳ cô gái nào. Và khi mà họ yêu càng nhiều ấy thì họ lại càng bộc lộ những cái điều đó nhiều hơn. Và bắt đầu với những điều mà con gái thích làm với người yêu nhá. Điều đầu tiên đó chính là nói chuyện với người yêu. Ê, có một ông nào đang nghĩ đến những cái đen tối nhá. Khác với con trai ấy thì cái nhu cầu giao tiếp của con gái rất là lớn. Điều đó ấy thì lại càng được thể hiện rõ khi yêu. Khi yêu ấy thì con gái lại có cái nhu cầu giao tiếp và cái mong muốn được quan tâm nó nhiều hơn. Kiểu nhiều cô gái rất hay hỏi bạn trai đang ở đâu, đang làm gì này. Ngoài ra thì cô gái ấy còn muốn chia sẻ với người yêu những cái điều mà cô gái đấy trải qua trong một ngày. Nói chuyện với người yêu về mọi thứ và họ cũng mong muốn được người yêu đáp lại những cái nhu cầu tình cảm đấy. Và đương nhiên rồi thì con gái chắc chắn cũng sẽ muốn con trai thường xuyên chia sẻ, thường xuyên nói chuyện cùng với họ. Những cái điều, những cái tin nhắn, những cái cuộc nói chuyện quan tâm, chăm sóc, hỏi han, động viên sẽ là những cái điều mà cực kỳ là giúp ích cho mối quan hệ của hai bạn. Rồi bây giờ đến điều thứ hai mà con gái muốn đây này. Đó chính là muốn trở thành tri kỷ với người yêu. Thật sự là khác với cái bộ não của con trai khi mà nghĩ đến tình dục là cái điều lớn nhất đúng không? Nhưng mà con gái họ lại rất cần tình yêu, rất cần tình cảm. Và thực sự không có một cái điều gì bằng cái việc là họ thích người yêu cũng giống như là tri kỷ của họ vậy á. Là một người bạn tâm giao, có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Và theo một số những cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nếu như tình yêu xuất phát từ tình bạn, từ tri kỷ rồi trở thành tình yêu ấy thì sẽ là một cái tình yêu nó vô cùng bền vững. Và con trai ấy thì cần nắm kỹ cái điều này để có thể trở thành một cái người bạn thân với cô gái mà bạn yêu, rồi luôn đứng về phe cô gái ấy như là một cái người bạn thân nhất. Từ đó thì quãng đường đến với trái tim, cái quãng đường có thể chiếm trọn trái tim của cô gái ấy, chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Rồi tiếp theo, điều thứ ba mà con gái muốn làm với người yêu đó chính là nấu ăn cho người yêu. Chúng ta thường nghe rất nhiều về cái câu là con đường đến với trái tim ngắn nhất là thông qua dạ dày rồi đúng không? Khi yêu ấy thì mỗi cô gái sẽ trở nên thường là muốn mình đảm đang hơn, nhất là trong chuyện bếp núc. Thậm chí là có thể trước đó thì họ không thích nấu ăn, cũng chưa từng nấu ăn, nhưng mà họ cũng sẽ rất cố gắng để có thể học một vài món, để nỗ lực để có thể nấu ăn cho bạn. Muốn tự tay chuẩn bị một bữa cơm đầy ắp tình cảm, tình yêu thương, và đó cũng là một cái điều mà con gái họ rất là muốn làm cho người yêu đấy. Thật sự là khi mà người ta có vụng về đến mức nào đi nữa thì khi mà người ta dành tình cảm cho ai đó thì người ta cũng sẽ rất là cố gắng và nỗ lực để có thể làm tốt nhất có thể. Điều thứ tư mà con gái muốn làm với người yêu đó chính là tạo những cái bất ngờ. Cái này thì mình tin rằng là không chỉ con gái đâu mà con trai chắc chắn nó cũng sẽ muốn làm những điều này đối với người yêu của mình. Bởi vì tất nhiên rồi, những cái điều bất ngờ thì sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thú vị hơn, đồng thời thì cũng làm cho tình cảm của các bạn nó mới mẻ hơn, nó thú vị hơn mà. Có thể là những món quà bất ngờ hoặc là một cái sự xuất hiện bất ngờ. Và đương nhiên khi mà con gái làm những cái điều bất ngờ dành cho bạn trai của mình ấy thì chắc chắn họ cũng mong rằng là bạn trai của họ cũng sẽ làm cái điều bất ngờ tương tự lại với họ. Vì vậy các chàng trai đừng ngại, hãy cố gắng tạo bất ngờ dành cho người yêu của mình nhá. Rồi tiếp theo, điều thứ năm mà mình muốn nói đến đó chính là chia sẻ cho nhau những cái bí mật. Thật sự thì con gái thì thường thích bày tỏ, nhưng mà trong khi đó thì con trai mình thấy phần lớn là thường thì hay giữ bí mật. Và đương nhiên khi yêu thì con gái sẽ mong muốn được chia sẻ nhiều bí mật với bạn trai của mình. Và đương nhiên họ cũng mong muốn rằng là chàng trai cũng sẽ đáp lại như vậy. Nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ phải cực kỳ cẩn thận với những câu hỏi kiểu như là trước khi yêu em, anh đã từng yêu bao nhiêu người rồi, người yêu cũ của anh là người như thế nào.
Và chắc chắn những cái câu hỏi như vậy, dù bạn có trả lời như thế nào thì sẽ không bao giờ có một câu trả lời nào là có thể vừa ý được bạn gái của bạn cả. Vậy nên chắc chắn là các bạn cũng nên tránh những cái câu hỏi như thế này. Và nên tránh nhắc đến người yêu cũ, những người yêu cũ, rồi người yêu cũ của bạn ra sao là nên tránh nhắc đến luôn nhá. Ok, và dành 30 giây để mình muốn nói với các bạn một điều này. Đó là nếu như mà các bạn đang rơi vào tình trạng là quá béo và không biết làm cách nào để có thể giảm cân, để có thể cải thiện ngoại hình ấy, thì có thể dùng thử Coffee Idol Slim nhá. Đây là một sản phẩm mà mình cũng đã nhắc đến chắc là cách đây lâu lắm rồi và trong rất là nhiều video của mình rồi. Là một sản phẩm mà giúp mình có thể đã giảm cân thành công này, và mình cũng đã giúp được rất nhiều bạn giảm cân thành công. Có nhiều bạn sau khi giảm cân thành công còn có người yêu nữa cơ. Nên là nếu như mà bạn đang gặp tình trạng khó khăn và không có cách nào để giảm cân ấy, thì có thể dùng thử Idol Slim nhá. Các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phuongthao.zoey, và mình hứa là sẽ có thể rep các bạn và trả lời các bạn, tư vấn các bạn nhanh nhất có thể nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với điều thứ 6 mà con gái muốn làm với người yêu này. Đó chính là họ rất thích trở thành một cái nguồn động viên lớn cho con trai lúc mà khó khăn. Có vẻ như là nhiều chàng trai ấy thì lại bị một cái là lúc khó khăn hay lúc gặp những cái vấn đề gì trong cuộc sống thì thường giấu đi và không muốn nói với người yêu của mình. Cái tâm lý này thì cũng bình thường thôi, khi mà họ nghĩ rằng là họ không muốn gây nên áp lực cho người yêu, không muốn người yêu cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản giống như họ, và họ muốn kiểu thể hiện bản lĩnh của họ, họ tự giải quyết tất cả mọi thứ. Thế nhưng mà con gái ấy thì họ lại cực kỳ thích trở thành một cái chỗ dựa và trở thành một cái nguồn động viên rất lớn cho con trai khi mà con trai gặp những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống ấy. Vậy nên là nếu như mà bạn gặp một cái vấn đề gì đó khó khăn ấy, thì đừng ngại cứ có thể nói với người yêu của bạn để hai người có thể giúp đỡ nhau nè, để có thể hiểu nhau hơn nè. Chứ đừng vì một cái khó khăn nhỏ mà có thể giấu giếm rồi lại gây ra những cái sự rạn nứt giữa hai người nhá. Và điều thứ 7 mà con gái muốn làm với người yêu mình nhất, mình tin rằng là cái này cũng sẽ là điều mà con trai muốn làm với người yêu của họ, đó chính là cùng nhau đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ. Thật sự cái này thì khỏi phải nói rồi, đi chơi, đi du lịch là điều mà tất cả chúng ta ai cũng thích đúng không? Tuy nhiên khi mà hai bạn là người yêu ấy mà có thể cùng nhau đi du lịch ấy, thì sẽ mang đến những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Vừa có thể có không gian riêng này, vừa có thể cùng nhau tận hưởng những cái điều mới mẻ, dành thời gian để nghỉ ngơi, dành thời gian để bên nhau. Và đấy là điều mà cả hai người đều rất thích. Nên là nếu như có cơ hội ấy, thì các bạn hãy cố gắng tổ chức một chuyến đi chơi, một chuyến đi du lịch. Nếu mà có điều kiện thì có thể đi xa, còn nếu như không có điều kiện thì chúng ta có thể đi gần thôi, để có thể giúp cho mối quan hệ của hai người được tươi mới và được cải thiện theo chiều hướng tích cực nhá. Ê, nhà mình thì nhiều người đi du lịch là đi 2 với 3 lắm nên phải cẩn thận đấy nhá. Ok, như vậy là video ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn 7 điều mà con gái muốn làm với người yêu nhất. Mình hy vọng rằng là nó sẽ hữu ích với các bạn nhá. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.